Tuổi già ngửa tay xin tiền con nhục lắm. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Mọi việc cha mẹ làm đều góp phần đặt nền móng cho tương lai của con, để các con tự tin đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của thời đại mới. Có câu thơ rất hay như sau: một thích trong túi có tiền, hai mời hiếu hỉ khỏi phiền cháu con. Hiện nay, nhiều bạn trẻ sớm trưởng thành, tự lập cuộc sống để khẳng định mình. Nhưng cũng có không ít đứa con mãi không chịu lớn, cứ sống bám cha mẹ, thậm chí bám tới cả vào những đồng lương hưu ít ỏi của cha mẹ. Cha mẹ nào chả thương con, xót con. Một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ, quý vị ạ. Con xin tiền cha mẹ thì dễ, nhưng cha mẹ mà ngửa tay xin tiền con thì nhục nhã, chua xót lắm. Không dễ đâu quý vị ạ. Trong phần tiếp theo, kính mời quý khán thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện sau đây và cùng chiêm nghiệm quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, tôi khốn khổ vì giao hết tài sản cho con khi cần phải ngửa tay xin tiền. Vợ chồng tôi có 2 con trai. Hồi chồng còn sống, chúng tôi dự định sẽ cho các con ra riêng ngay sau khi lập gia đình. 2 ông bà sẽ ở với nhau để khỏi phiền con cháu. Tránh cảnh cha mẹ già sống cùng con rồi nảy sinh mâu thuẫn làm rứt mẻ tình cảm. Thôi thì lương hưu của 2 vợ chồng tôi cũng thoải mái, nếu cần có thể thuê thêm người giúp việc. Không may chồng tôi lâm bệnh mất sớm nên dự định đó đổ vỡ. Lúc đó con trai đầu đã cưới vợ nhưng vẫn ở chung cùng gia đình, còn con trai út đang đi học. Tôi tính sau này sẽ ở cùng con út ở ngôi nhà của mình nên dồn gần như toàn bộ vốn liếng để hỗ trợ vợ chồng thằng cả xây nhà ra riêng. Mấy năm sau, trai út cưới vợ, con dâu về ở với tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không phải lo lắng vì có lương hưu. Hàng tháng tôi đóng góp một khoản để con lo việc ăn uống. Trong tay có tiền, tôi sống khá thảnh thơi, muốn đi đâu ăn uống gì đều tự lo được. Tôi và con dâu út cũng hợp, không va chạm gì nhiều. Tôi nghĩ mình đang còn khỏe thì phụ giúp con trông cháu lo chuyện bếp núc, sau này có ốm đau gì cũng nhờ con. Con cả ở riêng nhưng cuộc sống chật vật với các khoản nợ ngân hàng. Thỉnh thoảng nó ghé nhà mượn tiền tôi tiêu khi chưa có lương. Mỗi lần con hỏi tiền, thương con nên có bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu. Con út biết chuyện anh lấy tiền của mẹ thì không vui. Nó bảo, mẹ sống với đứa nào thì lo cho đứa ấy chứ. Sau này mẹ đau ốm thì vợ chồng con lo, chứ có phải anh chị đâu. Để xoa dịu con, tôi nói, mẹ sẽ để cho con cả căn nhà này, còn một ít tiền tiết kiệm sau này cũng phần con, đừng so với anh làm gì. Tôi không lường trước được sức khỏe của mình, đang khỏe mạnh, bỗng dưng ngã bệnh. Lần đó tôi phát nhiều bệnh cùng lúc, lại thêm biến chứng của huyết áp cao và tiểu đường, tưởng chừng không qua khỏi. Trên giường bệnh, tôi hỏi tình hình sức khỏe. Bác sĩ bảo cứ yên tâm, họ đã trao đổi với người nhà. Khi tôi hỏi con thì nó im lặng. Tôi nghĩ con giấu gì đó nghiêm trọng vì sợ tôi suy sụp. Nhưng thỉnh thoảng tôi nghe loáng thoáng con nói chuyện điện thoại, có vẻ tình hình của tôi rất nghiêm trọng. Tôi lo lắng, gọi trai út đến giao chìa khóa tủ cá nhân, chỉ chỗ để sổ đỏ, sổ lương hưu và sổ tiết kiệm vì sợ mình ra đi đột ngột. Nào ngờ sau đó tôi xuất viện, con trai bảo bệnh của mẹ không đáng ngại nữa, bác sĩ cho về nhà điều trị tiếp. Tháng đó tôi phải ký giấy ủy quyền để con trai đi lĩnh lương hưu thay. Nhưng khi về, nó không đưa cho tôi mà nói đã thanh toán tiền viện phí hết rồi. Khi có thể sinh hoạt ăn uống bình thường, tôi nhắc chuyện lấy lại sổ đỏ, sổ hưu và sổ tiết kiệm thì con tàng lờ. Tôi hỏi dồn thì nó nói,
mẹ cứ để con lĩnh tiền để trả nợ. Đợt mẹ ốm chi phí nhiều, con phải đi vay. Tôi chẳng biết làm thế nào. Hơn một năm sau, tôi hỏi lần nữa thì con gắt gỏng. Tiền lĩnh về con cũng lo cho mẹ ăn uống, có mất đi đâu. Mẹ lấy lại thì tự đi chợ nấu cơm mà ăn, có gì đừng gọi đến con. Tôi biết mình tuổi cao sức yếu, một bước đi, một bước khó, nên đành nín nhịn. Từ đó, tôi như trở thành người phụ thuộc, muốn tiêu gì cũng phải ngửa tay xin tiền con. Không có tiền trong tay, tôi thấy cuộc sống tù túng bí bách. Con mua gì ăn nấy, không dám đòi hỏi. Từ ngày cầm được tất cả tài sản đất đai của tôi, con trai và con dâu cũng hỗn láo hẳn. Có lần đến đám dỗ bà ngoại, tôi bảo con đưa mấy triệu để lo việc như mọi năm. Nhưng con chỉ đưa 500 ngàn đồng và bảo, mẹ là con gái, đóng góp thế là đủ rồi, làm gì hẳn mấy triệu. Tôi hụt hẫng đau lòng. Do con út nắm hết tiền bạc, tôi không có tiền cho con trai cả, nên nó cũng ít lui tới thăm nom. Mới đây, thằng út ép tôi ký giấy sang tên sổ đỏ để nó thế chấp vay tiền ngân hàng làm ăn. Tôi như ngồi trên đống lửa, sợ một ngày mình không có chỗ dung thân vì quá hiểu tính liều mạng của con. Trước đây, nhìn cảnh cha mẹ già khốn khó vì giao hết tài sản cho con, tôi từng tự nhủ mình phải luôn chủ động mọi việc. Nào ngờ, chỉ một cơn bệnh đã đẩy tôi vào tình cảnh thế này. Giờ tôi phải lựa chọn giữa chuyện kiên quyết đòi lại đất đai tài sản và chấp nhận sống cô quạnh một mình, hoặc giao cho con để rồi phụ thuộc hoàn toàn, sống phấp phỏng từng ngày như hiện tại. Thưa quý vị, con cái là tài sản quý giá và thân thiết nhất đối với bố mẹ. Bố mẹ sinh con ra, chăm con lớn khôn và trưởng thành. Dù rất buồn, nhưng ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng, đến một thời điểm nhất định, những đứa trẻ sẽ lớn lên và rời xa vòng tay của cha mẹ. Các con sẽ có công việc và cuộc sống riêng, chúng sẽ có những bí mật riêng, sẽ yêu đương và có một gia đình riêng. Chứng kiến hành trình trưởng thành ấy chính là một trong những thành tựu lớn trong lòng cha mẹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mỉm cười hạnh phúc tuổi già khi chứng kiến con cái nên người. Một số không tránh khỏi cảm giác buồn thương, hối hận vì đã quá nuông chiều con. Như trường hợp của bà mẹ vừa rồi, chỉ vì một phút sơ sẩy mà đánh mất hết cả tài sản dưỡng già của mình vào tay người con bất hiếu, để rồi không còn gì trong tay phải ngửa tay xin tiền con hàng ngày. Thế mới nói sự chuẩn bị và để dành cho tuổi già là vô cùng quan trọng. Nếu có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, có lẽ người mẹ đã không rơi vào hoàn cảnh chớ trêu như vậy. Câu chuyện thứ hai, mẹ bán đất 10 tỷ, chia hết cho hai con, cuối đời mang tiếng ăn bám. Cả đời vợ chồng tích lũy tiền bạc, mua được ngôi nhà rộng rãi. Khi có tuổi, tôi chia hết tài sản cho các con, nhưng vẫn mang tiếng là ăn bám. Tôi năm nay 68 tuổi, đã có cháu nội ngoại đề huề. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình. Ngày xưa, tôi làm nhà nước nhưng xin nghỉ, ra ngoài buôn bán nuôi con. Hai vợ chồng tích góp nhiều năm cũng mua được ngôi nhà rộng rãi, nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Năm nào gia đình tôi cũng được nhận giấy khen gia đình văn hóa của địa phương. Từ ngày các con lập gia đình riêng, tôi chưa bao giờ có ý định sống cùng. Tôi tuy sinh ở thế hệ trước nhưng tư tưởng văn minh tiến bộ. Phần nhiều, tôi cũng ngại chuyện va chạm mẹ chồng, nàng dâu, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Con dâu hay con gái sinh cháu, tôi sang bế ẵm chăm sóc vài tháng rồi lại về nhà mình. Tôi thấy sống riêng tư như vậy khá thoải mái. Hai vợ chồng già chăm sóc nhau, thi thoảng đi du lịch đổi gió, cuộc sống quay trở lại giai đoạn son rỗi. Chồng tôi mất cách đây 2 năm, khi ông ấy qua đời, các con động viên tôi sang nhà con cả ở. Chúng sợ tôi ở một mình, buồn chán rồi nghĩ quẩn. Tôi lưỡng lự mãi chưa đồng ý, thì con trai gặp chuyện làm ăn, nợ người ta số tiền lớn, vợ chồng lục đục liên miên vì tiền bạc. Thời điểm đó, khu nhà tôi giải phóng mặt bằng để làm đường,
nhà tôi từ trong ngõ thành mặt phố, giá trị bất động sản tăng vùn vụt. Tôi được người ta đến gạ bán nhà nên đồng ý luôn. Số tiền bán nhà được 10 tỷ đồng, tôi chia cho mỗi con 4 tỷ, mình giữ lại 2 tỷ gửi tiết kiệm dưỡng già. Sau đó, tôi chuyển về sống cùng con trai cả. Thời gian đầu, mọi chuyện sinh hoạt, tình cảm mẹ con vẫn tốt đẹp. Dần mối quan hệ ngày một xấu đi. Con trai tôi nợ nần 4 tỷ là trả ngân hàng, nhưng nợ lãi bên ngoài vẫn còn hơn 2 tỷ. Con dâu ngọt nhạt hỏi vay nốt số tiền tôi gửi tiết kiệm, hẹn 2 năm sẽ trả đủ. Số tiền đó tôi dành để lúc già yếu, ốm đau, không phải nhờ cậy các con nên khá lưỡng lự. Những ngày hỏi vay tiền mẹ, con dâu tôi tỏ ra có hiếu, chăm sóc mẹ tận tình. Bữa cơm nào bưng lên phòng cũng có đồ ăn ngon, hoa quả tươm tất. Khi tôi đồng ý cho vay nhưng chỉ cho vay một nửa, con dâu thái độ ra mặt, trách tôi chắc lép. Tôi buồn vì lời lẽ của con dâu, tâm sự với con trai. Con tôi không được lời nào động viên mẹ, còn quay ra mắng. Bà chắc làm gì quá đáng mới để vợ con nói như thế. Giờ bà than thở chỉ làm con mệt thêm, công việc của con đã bế tắc rồi. Tôi thấy con trai bênh vợ, đành im lặng, ôm nỗi buồn một mình. Con gái ở xa lại bận rộn với ba đứa con, tôi cũng chẳng muốn làm nó phải suy nghĩ. Lúc này, sổ tiết kiệm của tôi còn hơn 1 tỷ. Tôi thấy cuộc sống với con cái nhiều lúc bí bách, không thoải mái, nên định tìm viện dưỡng lão nào có chất lượng tốt để gửi thân những năm tháng cuối đời. Qua một người quen, tôi tìm được viện dưỡng lão đúng ý mình. Tôi họp gia đình, bàn với các con thì chúng phản đối. Các con cho rằng tôi làm bẽ mặt chúng nó, họ hàng mà biết kiểu gì cũng bảo chúng bất hiếu. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày một tồi tệ, những va chạm hàng ngày phát sinh khiến hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung. Tôi buồn bực tự mua đồ về nấu ăn riêng. Tình hình nợ nần của con trai ngày càng bi đát, chủ nợ đến nhà réo gọi cả ngày. Con trai bơ phờ bỏ ăn uống chỉ hút thuốc. Tôi xót con, rút sạch số tiền còn lại trả nợ giúp. Nhờ đó, con trai tôi bớt áp lực, có thời gian vực dậy chuyện làm ăn. Con lo cho tôi ăn uống, nhưng những khoản ma chay cưới hỏi, tham gia các hoạt động với câu lạc bộ người cao tuổi lại không có. Tôi bảo con, mẹ có 2 tỷ, trước cho con vay 1 tỷ, còn 1 tỷ trả nợ gần đây, coi như mẹ cho. Giờ mỗi tháng con đưa vài triệu cho mẹ tiêu vì mẹ không có lương hưu. Chẳng ngờ con trai tôi quát. Bà già rồi, có việc gì mà phải tiêu đến tiền? Ở nhà chỉ việc ăn với ngủ mà sách nhiễu. Bà đang phụ thuộc vợ chồng con thì đừng đòi hỏi. 1 tỷ bà cho vay, bao giờ có con trả? Tôi nghe con nói mà điếng người, từ người có tiền, có tài sản, vì thương con mà tôi trắng tay, còn mang tiếng ăn bám. Tôi nghĩ mà cay đắng cho bản thân mình. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Thưa quý vị, theo tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thị Bích Hồng, vấn đề con cái sống bám vào cha mẹ có thể chia làm 2 dạng. Thứ nhất là dựa dẫm về mặt vật chất. Đây là đứa con đã tới tuổi trưởng thành nhưng không có nghề nghiệp, hoặc có nghề nhưng không chịu làm việc, đòi hỏi cha mẹ phải chu cấp, không tự nuôi sống bản thân. Họ có làm ra tiền nhưng vẫn muốn cha mẹ đưa thêm tiền để trang bị cho mình nhiều tiện nghi hơn nữa. Đại khái là đòi hỏi hưởng thụ nhưng từ nguồn tài chính hoặc tài sản của cha mẹ. Thứ hai là sự phụ thuộc yếu đuối về mặt tinh thần. Những đứa con dạng này không dám tự lập, tự đối đầu với vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống, mà luôn dựa vào sự đỡ đầu, chỉ đạo và chờ đợi cha mẹ chăm sóc hay quyết định giúp mình. Hoặc họ phụ thuộc về mặt tình cảm, dựa vào tình yêu thương của cha mẹ mà không dám tách rời khỏi vòng tay của cha mẹ. Ngoài ra, cũng có loại thứ ba là đứa con bám cả vật chất lẫn tinh thần. Những người này không thể nào lớn lên được, mãi là một bé con dưới sự bảo bọc nuông chiều của cha mẹ. Hoặc họ đã lập gia đình rồi nhưng cha mẹ vẫn phải lo lắng tiền bạc cho, chăm sóc con cái giùm cho,
việc lớn việc nhỏ trong gia đình cũng nhờ ông bà hết. Lý giải nguyên nhân, các chuyên gia cho rằng xuất phát từ cách nuôi dạy của cha mẹ, từ bản thân người con. Cụ thể, khi cha mẹ quá nuông chiều hoặc áp đặt định hướng tương lai của con thì con không thể trưởng thành được. Mọi quyết định của con, cuộc sống của con lâu nay, cha mẹ cung ứng hết khiến con không tự đương đầu, hoặc trước đây con muốn đương đầu nhưng cha mẹ lại bảo bọc kỹ. Sống trong sự an toàn cùng với thói quen phụ thuộc quá lâu, khi trưởng thành sẽ khiến con bị thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề. Theo bà Hồng, nguyên nhân thứ hai có thể là do chính đứa con. Thật ra, cũng có cha mẹ cố gắng hướng dẫn, định hướng cho con, nhưng bản thân đứa con lại lười biếng, thiếu bản lĩnh, có những thói quen không tốt hoặc đua đòi theo bạn bè. Họ bị ảnh hưởng từ các mối quan hệ trong cuộc sống. Ví dụ, thấy bạn bè mình không phải làm gì cả mà vẫn được hưởng thụ, thì về nhà đòi hỏi cha mẹ phải cung ứng cho mình. Hiện nay, nhu cầu hưởng thụ của con người được đẩy mạnh, họ được tiếp cận nhiều nguồn hình ảnh, thông tin người khác sống tận hưởng về nhu cầu vật chất. Những điều đó cũng tạo nên cám dỗ khiến một số bạn trẻ thiếu ý chí phấn đấu mà chỉ muốn tận hưởng ngay. Cho nên, khi thấy mình thiếu điều kiện để hưởng thụ thì họ sẽ quay ra đòi hỏi cha mẹ dù bản thân mình đã lớn. Quý vị thân mến! Người già có tiền là có thể tự lo cho mình. Cha mẹ thương con chính là khi về già không cần nhờ đến con cái phải nuôi mình. Nếu mình ốm đau bệnh tật mà con cái quá bận rộn không thể chăm sóc. Nếu mình có tiền thì mình có thể thuê người chăm sóc mình. Ngày nay có dịch vụ chăm sóc người già và người bệnh. Họ là những người được đào tạo chuyên nghiệp. Họ chăm sóc có khi còn tốt hơn cả con cái. Do vậy, khi về già, đồng tiền chính là sức mạnh của người già. Nếu cha mẹ có tài sản, cứ để lo cho bản thân trước, còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Không nên giao tài sản của mình cho con cháu khi còn sống. Có trường hợp khi cha mẹ còn sống, làm thủ tục tặng nhà cho con, tự nhiên nhà đang của cha mẹ lại trở thành người đi ở nhờ con, như trường hợp của bác ở đây vậy. Có một câu nói thế này, quyền lực tối cao nhất của người già là tài sản, ngẫm thật sâu thấy rất đúng. Bởi vậy, quý vị hãy chuẩn bị hành trang thật kỹ càng cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ, đừng để về già mắc sai lầm thì trở tay không kịp, gián tiếp tạo nghiệp cho chính con cháu mang tội bất hiếu với mình. Hãy sống vì mình trọn vẹn một lần sau những năm tháng vất vả khổ cực hy sinh cho gia đình quý vị nhé. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hai Khung Cửa. Lão quắc mắt, vợ lão co rúm, chưa bao giờ vợ lão dám cãi chồng dù chỉ một câu. Vợ lão là tổ trưởng khu phố đã hai nhiệm kỳ, rất hoạt bát năng nổ. Lão nhếch mép, gành cái cổ họng khè khè như rắn phun nọc độc. Cứ mỗi lần lão làm thế, vợ lão lại rúm gió như chiếc nón bị xe cán biến dạng. Lần này cũng vậy, lão tính toán với vợ, bắt mẹ vợ phải sang tên căn nhà góc hai mặt tiền cho lão. Bà già sắp chết đến nơi, không sang tên sớm, rồi xảy ra mấy cái tranh giành, rồi đâm chém nhau, phiền phức ra. Lão nói vậy. Nhà vợ lão chỉ còn mỗi bà chị gái đang định cư bên Mỹ. Nhưng lần này thế quái nào lại không một mảy tác dụng. Vợ lão vẫn rúm gió, vẫn biến dạng, nhưng nhất quyết nói không. Cũng hơi quá đáng nhỉ, hay là thôi, cho mụ vợ đứng tên cùng, không lại mang tiếng ác. Nghĩ vậy, lão thầm thì những tiếng yêu thương ngày nào thời trai trẻ thuyết phục. Lão nhẹ nhẹ, bà chỉ có mỗi cái miếng đất này thôi, ngày xưa xin nhau còn được. Tôi với bà mới là người canh giữ, dựng nhà dựng cửa, rồi mới được như bây giờ. Bà chị của bà cút mẹ qua nước ngoài rồi. Chứ bà nghĩ coi, ngoài tôi với bà ra, thì ai chăm lo mẹ bà đây? Ai giữ đất đai, ai xây nhà hả? Đến cái nịt cũng không còn, chứ ở đó mà đòi hỏi tranh giành cái khỉ mốc.
Thế nên bà già sang tên cho tôi với bà là hợp mọi lẽ, nghe chưa? Lão nói thế nhưng cũng không tự tin cho lắm là vợ lão sẽ đồng ý. Đồng ý thế quái nào được khi đất là của mẹ vợ lão, còn tiền xây nhà thì của chị vợ lão gửi về cho. Vợ lão còn phải chạy vạy vay chỗ này chỗ kia nữa mới đủ tiền xây nhà. Hừ, nhưng không đồng ý mà được. Hễ nhìn thấy mặt vợ, lão lại phun khè khè. Đúng thế thật, sau đấy vợ lão đã đồng ý bắt mẹ sang tên ngôi nhà cho vợ chồng lão. Lão nói với vợ, đằng nào thì ngôi nhà cũng vẫn còn đấy, mẹ vợ lão có mang đi đâu được đâu. Với lại, lão còn cho vợ đứng tên chung nữa. Lạ, tài sản của nhà người ta, thế mà lão nghênh như đang ban ơn. Hai vợ chồng lão sống dựa vào quán cà phê mở tại nhà, vì góc hai mặt tiền thoáng đãng và rộng rãi, lại có bóng mát của cây, nên khách quen trong xóm cũng nhiều. Vợ lão lại khéo vun vén và giao tiếp, nên đã xoay sở trả được hết nợ. Từ trên quận về, lão hớn hở cầm bìa hồng qua khoe lão Quyết, thằng em trai đột của lão ở ngay bên kia đường. Ông thấy chưa? Cuối cùng ngôi nhà đã thuộc về tôi rồi nhé. Tàn xương với máu của tôi đấy. Tưởng ở đâu mà nhảy về đòi cướp của tôi mà được. Ai cướp của anh đâu mà sợ. Còn mẹ chị vợ tôi chứ còn ai. Thằng béo nó nghe lỏm được hai chị em mụ vợ tôi âm mưu vậy đó. Chị đang ở nước ngoài còn cho ông thêm tiền xây nhà mà cướp với bóc con khỉ gì. Ông cứ nói quá. Lão Quyết khẩy một tiếng bên mép. Nó gọi nhau qua mạng, thời nào rồi mà cần phải ở cạnh nhau mới âm mưu được. Mẹ, đúng thằng đột, làm tao mất cả hứng. Lão hậm hực gành cái cổ họng bỏ về. Lão Quyết đã nghỉ hưu, không có việc gì làm, nên chỉ quần quanh trên lầu, tưới tắm, chăm sóc cho giàn dây leo, với mấy cây kiểng rất hay héo úa. Vợ lão Quyết thì bận tối mặt tối mũi, suốt ngày hàng này mối nọ bên khu chợ bán quần áo. Một tay vợ lão Quyết gây dựng nên cơ ngơi này, căn nhà mặt tiền có bề ngang 12 mét. Vợ lão Quyết chia căn nhà làm đôi, cho thuê mỗi tháng tổng được hơn 30 triệu. Vợ chồng lão với hai thằng con trai sinh hoạt trên lầu. Lão Quyết bảo vợ bớt bớt lăn lộn với đời, sống an nhàn đi cho khỏe. Nhưng vợ lão Quyết nhất định không chịu. Hừ, thôi thì kệ, sướng không biết hưởng thì ráng mà chịu. Nhờ buôn bán xỉ quần áo, vợ lão Quyết kiếm được khá nhiều tiền, dư giả lướt lát đất đai. Vì thế, nhà lão Quyết giàu nhanh có số trong xóm. Hàng xóm gặp lão Quyết, ai cũng tấm tắc khen lão có cô vợ giỏi giang. Người ta bảo lão Quyết số nhàn. Lão Quyết thì chả thấy khác gì mấy, vẫn ngày ăn ba bữa, rảnh rỗi, vẫn khi trà, lúc cà phê. Nhưng đưa đón con đi học thì ngày càng bận hơn. Học quái gì mà ngày học đêm học. Đưa rước hai đứa con thôi mà nhiều khi lão Quyết phải bỏ dở ly cà phê vừa kêu vì con trai lão gọi gấp. Giờ anh ngon rồi, làm gì làm lắm, sang mẹ quán cà phê cho thằng béo đi. Cho nó kiếm chút cháo nuôi vợ con, tiền cho nó thuê là đủ sống rồi. Nghĩ cảnh vợ mình, lão Quyết cảm giảm ông anh trai. Thằng đột bữa nay tính khôn ghê mày. Lão tự nhủ, nghĩ sao mà tao lại tính sau mày một nước hả thằng đột? Giờ tao đã đứng tên bìa hồng rồi, bán nhà luôn cũng được, cho thuê nhằm nhỏ gì chứ? Lão gành cổ. Nhưng không khè khè phun nọc độc mà cố nhịn tiếng cười khoái trá. Ba ngày sau, lão sang quán cho thằng béo thật. Lão bảo lão tính rẻ lấy 18 triệu một tháng cho trả góp trong 2 năm. Tao nể thằng đột nó nói, với dầu sao mày cũng là cháu tao, tao mới sang cho mày giá này. Mặt bằng của tao đây cho thuê không thôi cũng 15 triệu một tháng. Khách có sẵn đuổi đi không hết. Bàn ghế ly tách đầy đủ, chỉ việc vào bán. Tao mà sang quán giá không dưới 300 triệu. Lại còn thu đủ mỗi tháng 15 triệu tiền thuê mặt bằng nữa. Tao sang cho mày thêm có 3 triệu một tháng nhân với 2 năm, tính ra có 72 triệu.
có ai sướng như mày không? Dạ, dạ con biết ông là người tốt mà, con không để ông thiệt đâu. Thằng béo cười hềnh hệch. Mẹ có lợi thế thì ông sang mẹ cho người ta đi. Thằng béo vền vện một cục tức trong họng nhịn. Ba thằng béo là em út, sống dưới quê, đẻ được mỗi mình thằng béo. Lão út chết sớm, thằng béo lên Sài Gòn vật vờ, nay chỗ này, mai chỗ nọ, mãi mới lấy được vợ nhờ lão Quyết cho tiền cưới. Thằng béo sang quán được vài tháng thì toàn thành phố đóng cửa, miệng nó méo như con thờn bơn. Trong lúc cách ly, các em trai dân phòng áo xanh đã chọn quán của thằng béo làm chốt đóng quân. Họ thay nhau ăn, ngủ, túc trực suốt ngày đêm tại vỉa hè này. Cũng vì thế, lão và thằng béo, những nhà hàng xóm xung quanh dễ thở hơn đôi chút trong việc nhờ các em trai mua giùm miếng rau, miếng thịt. Thằng béo thì giúp mấy em dân phòng, khi thì ca nước, lúc thì nấu giùm tô mì. Những người trong cơn bi kịch chưa từng thấy của đời người đã nương tựa vào nhau mà vượt qua bão tố. Chiếc xe cứu thương lặng lẽ chạy tới, dừng trước cửa nhà lão. Vài nhà hàng xóm hé cửa, 4-5 nhân viên y tế chùm đồ bảo hộ kín mít bước xuống. Họ lặng lẽ xịt khử cồn sát khuẩn 70 độ rồi lặng lẽ khâm niệm mẹ vợ lão. Chiếc xe cứu thương câm lặng, lui lùi lăn bánh. Trước đó chỉ một tuần, vợ lão cũng lặng lẽ ra đi ở đâu đó trong khu cách ly. Chẳng thấy mặt, cũng không thấy hình. Bà cụ không dương tính nên được ở nhà, nhưng do thương xót con gái nên không còn ham sống nữa. Trang sách của hai mẹ con vợ lão đã khép lại. Không một nén nhang, không một lời than khóc, cũng không một người thân đưa tiễn. Em trai lão cùng hai đứa con cũng chỉ biết đứng bên kia đường vái vọng. Lão bị bỏ lại bơ vơ. Quán cà phê của thằng béo mở lại đầu tiên trong khu phố, trong khi mấy quán khác vẫn đóng im ỉm. Các chủ quán phần đã trả mặt bằng, phần đã về quê. Thêm nữa, dù có lệnh hết cách ly nhưng phường vẫn chưa cho hàng quán mở lại. Thằng béo do có công giúp mấy em dân phòng nên được xí xóa. Từ lúc chị dâu không còn, lão Quyết hay qua uống trà với anh trai, bỏ mặc mấy cây dây héo làm chúng chết khô. Tối, con mẹ nó, tôi tưởng ông giàu lắm, hóa ra giờ mới lộ cái mặt chuột ra là vay nợ tứ tung. Lão càm giảm, không ngậm nổi miệng, lão chửi, mẹ đúng thằng đột. Lão Quyết nghe chửi nhưng nín thinh. Bây giờ tính làm sao? Tính gì nữa mà tính, đất cát chỗ này chỗ nọ, sau dịch bán chả ma nào mua. Bán đổ bán tháo cũng chả vay nóng lãi, cắt cổ hết cha rồi. Còn vợ tôi mấy nay vì vậy mà nằm bẹp, thế mà nó vẫn bảo còn nợ chưa trả hết, tôi điên lắm. Lão rót trà rồi nhìn bâng quơ sang cửa sổ nhà lão Quyết. Thằng con trai lớn của lão Quyết đang giòm giòm. Lão Quyết cũng thấy con lờ mắt. Thằng con trai lão chui tụt sau khung cửa sổ. Lão Quyết đứng phát dậy bỏ về. Chưa đầy 30 giây sau, căn nhà lão Quyết vang lên tiếng la hét. Lão ra sát vỉa hè, ngó lên ban công nhà lão Quyết. Thằng con trai lớn của lão Quyết chạy ra ban công, bám vào lan can kêu cứu. Ba ơi, đừng giết con! Bà con ơi! Bác hai ơi cứu con, bà còn bóc cổ con. Lão Hoàng, lão hồng hộc chạy lên lầu, hàng xóm tới mỗi lúc một đông. Lão buồn rầu nằm vật ra giường, lão lôi cuốn bìa hồng ra ngắm nghía, cười khẳng khặc, nhưng lại nghe như tiếng con mèo hen kêu. Ây, ông đưa đây con giữ cho, vợ chẳng còn, con thì không, bây giờ con là người thừa kế của ông đấy. Thằng béo đột nhiên ở đâu mọc ra ngay đầu giường lệnh. Lão bỗng bồn rồn chân tay. Thằng béo khẽ gỡ tay lão, cầm bìa hồng nháy mắt. Ông già rồi, giữ lỡ mất mệt lắm. Để con giữ cho ông nghe không? Lão cứng như đá, chân chân nhìn thằng béo bất lực. Bạn bè lão hay tin thẩm thụt tới bàn cách hóa giải tai họa cho lão. Thằng béo đuổi hết, chửi om sòm khu phố. Ông à, con hỏi ông, sau này ông muốn chết không ai cúng kiếng, làm con ma lang không?
lão rúm gió còn hơn cả vợ lão rúm gió trước lão ngày trước. Lão sợ, gọi điện van xin bạn bè đừng nói quậy lão nữa để lão được yên. Nản, ngay cả người bạn thân nhất của lão cũng đành bỏ cuộc. Hàng xóm dâm gian, ai cũng chửi lão ngu. Lúc lão và lão Quyết nhận ra đã kêu mang một con ong đã muộn. Từ hôm ấy, lão lủi thủi câm lặng như mảnh chén vỡ nơi góc vườn. Chiều, con vợ tôi vừa phát hiện ung thư giai đoạn cuối, nằm viện mấy hôm nay. Kiểu này chắc phải bán nhà thôi. Lão Quyết leo lên lầu thăm anh trai. Đã mấy ngày lão Quyết không thấy anh mình, thì kệ ông, liên quan gì tôi? Lão Quyết lạnh mắt, chưa kịp nói gì thêm thì nghe tiếng còi hụ inh ỏi. Lão Quyết ra khung cửa nhìn xuống, chiếc xe cứu thương đậu ngay cửa nhà lão Quyết. Bỏ mẹ, vụ gì đây? Lão hồng hộc chạy xuống. Xuống tới nơi, lão Quyết đã thấy mấy anh nhà hòm đã đợi sẵn. Ba, mẹ chết rồi. Thằng con trai lớn của lão Quyết đầy nước mắt, mặt lão Quyết rắn như đá. Tao biết rồi, cho xe đưa về quê luôn đi. Ba nói gì kỳ vậy, nhà mẹ ở đây, sao lại đưa về quê? Tao nói về quê là về quê, đưa ngay. Không, thằng con trai lão gào lên, vỡ cả khu phố. Nó lao vào cấu xé lão Quyết trong nước mắt. Ông làm gì được cho cái nhà này hả? Một tay mẹ tôi lo hết, nhà này cũng là mẹ tôi mua, ông có quyền gì hả? À, thì ra thế, cả xóm đã hiểu hôm nọ vì sao lão Quyết muốn bóp cổ thằng con trai. Gọi công an đi, có ai đó hối hả giục nhau. Đừng, lão Quyết van xin, được rồi, quản mẹ mày ở đây đi. Khung cửa trên cao, lão âm thầm quan sát sự tình. Này, mai tôi đưa ông về quê nhé, chứ ở đây gặp mấy cái cảnh này buồn chết sớm. Lão giật mình quay lại, thằng béo không biết đứng đấy từ bao giờ. Lão gành cái họng nhưng là để cố thở cho ra hơi. Tôi bảo bác Quyết là đừng cho để xác ở đấy mà không nghe. Nhà có người chết rồi kêu bán ai dám mua. Thằng béo lầu bầu, chưa dứt tiếng đã biến mất hút dưới cầu thang. Lão Quyết làm tang cho vợ đúng một đêm. Sáng sớm, chiếc xe cứu thương đã tới chở xác vợ lão Quyết đi. Chỉ có hai thằng con trai lão Quyết đi cùng. Bà con chòm xóm chưa kịp tới viếng, đã thấy nhà hòm gỡ bạt, thu dọn bàn ghế, ngơ ngác. Thằng béo sau đấy đưa bác nó đi đâu không ai biết. Từ một người sang quán cà phê, giờ bỗng dưng nó làm chủ nhà. Nó sang lại quán cho người khác được một cục lớn, lại thu thêm 13 triệu một tháng tiền thuê. Nhiều đấy tiền là đủ ấm cho nó đủ dành, tìm cách chiếm đoạt căn nhà của bác nó. Chưa đầy một tháng sau, lão Quyết bán căn nhà hơn 10 tỷ chỉ với 7 tỷ tròn. Những công nợ của vợ mà lão biết kèm bằng chứng là 2 tỷ, lão trả hết. Còn hơn 1 tỷ, vợ lão Quyết vay miệng anh chị em trong nhà thì lão Quyết không chi dù chỉ một đồng. Còn lại 5 tỷ, lão lấy một nửa. Nửa còn lại tòa phân làm 5 phần. Lão một phần, hai thằng con lão hai phần. Hai phần còn lại chia cho hai bên nội ngoại tụi nhỏ. Hai bên nội ngoại đều không lấy, cho tụi nhỏ hết. Thằng con trai lớn lão Quyết dắt díu thằng em mới 13 tuổi thuê nhà ở. Nó khẳng khái sẽ thay mẹ trả hết nợ cho cô dì chú bác của nó. Ở đâu đó, thằng béo cầm bìa hồng ôm vào lòng, cười khẳng khặc. Có người đã tới coi nhà và trả nó 13 tỷ. Nó vẫn tưởng sẽ chiếm được căn nhà một mình. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Kênh Vạn Điều Ý Nghĩa xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuổi già, đừng để con cháu coi thường. Quý vị thân mến, sinh con ra, cha mẹ nào cũng mong muốn con cái biết làm tròn chữ hiếu với mình. Chữ hiếu ở đây không chỉ là sự chăm sóc, phụng dưỡng, phụ cấp
về vật chất mà còn là sự động viên, tình cảm yêu thương và quan tâm của con cái dành cho cha mẹ. Thế nhưng, có không ít cha mẹ khi về già lại bị con cái xa lánh, ghẻ lạnh. Nhìn vào những trường hợp như vậy, người ta thường trách cứ con cái là vô tâm, bất hiếu, không nuôi nổi người đã mang nặng đẻ đau sinh ra và nuôi dưỡng mình. Song thực tế, cuộc sống muôn hình vạn trạng, có những đứa con không thể yêu thương người sinh ra mình là bởi bậc làm cha làm mẹ khiến các con càng lớn càng tạo khoảng cách và không muốn ở gần, chỉ qua lại chăm nom vì trách nhiệm. Dưới đây là ba kiểu cha mẹ điển hình làm cho con cái luôn muốn né tránh bổn phận làm tròn chữ hiếu. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung sau đây, quý vị nhé. Thứ nhất, đừng ghét con này, thương con kia. Nằm một mình trong bệnh viện, chứng kiến cảnh các con cãi cọ tị nạnh nhau vì việc chăm sóc mẹ, bà mẹ ứa nước mắt ân hận. Bà không ngờ mình lại lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay. Bà Hiền sinh được hai người con trai, nhưng con trai đầu sinh ra không được khỏe mạnh, từng bị bệnh nặng phải chạy chữa nhiều nơi. Từ đó, trong lòng bà, con trai cả luôn là đứa con yếu đuối, đáng thương, cần được chăm sóc và bảo vệ. Bà cũng dạy con út luôn luôn phải thương yêu nhường nhịn anh trai. Khi lập gia đình, hai anh em sống chung với bà. Hai vợ chồng anh Thắng, con trai út thì nhanh nhẹn tháo vát trong kinh doanh nên thu nhập cũng khá. Các khoản chi tiêu trong nhà anh cũng tự nguyện đóng góp phần nhiều hơn. Khi bà Hiền nói ý muốn xây sửa lại căn nhà cho rộng rãi khang trang hơn, vợ chồng anh không ngần ngại gom góp tiền dành dụm và mượn thêm bạn bè để xây nhà. Tuy nhiên, một dịp tình cờ, anh Thắng biết chuyện mẹ anh đã làm giấy tờ tặng vợ chồng người anh cả căn nhà mà cả gia đình đang ở, không hề trao đổi hay bàn bạc với vợ chồng anh. Dù từ trước đến nay anh luôn nhận phần thiệt về mình mà không một chút so đo tính toán về anh trai, nhưng việc mẹ anh làm như vậy khiến anh cảm thấy mình không được tôn trọng, không được yêu thương. Thế nên, đến khi bà Hiền nhập viện vì tai biến đột ngột, anh và anh trai bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Anh Thắng thấy thật không công bằng khi đất đai nhà cửa mẹ dồn hết cho con trai cả, trong khi tiền viện phí, trách nhiệm chăm sóc mẹ lại đổ lên đầu anh. Chứng kiến những bất đồng tranh cãi của các con, bà Hiền mới hiểu ra, để xảy ra cơ sự như hôm nay, có một phần lỗi do bà quá thiên vị trong cách đối xử với hai con. Quý vị ạ, nhiều bậc cha mẹ không công bằng với con cái sẽ sớm có cuộc sống không mấy vui vẻ trong những năm tháng sau này. Khi cha mẹ ốm đau, người chăm sóc họ có khi chẳng phải là đứa con mà họ yêu quý nhất. Và không vì được yêu quý nên con đối xử với cha mẹ cũng nhạt nhẽo, chỉ là trả nghĩa sinh thành. Lúc này họ nghĩ lại cũng đã muộn rồi. Giá như không thiên vị thì đâu đến nỗi tuổi già phải lo lắng muộn phiền. Song cũng thật khó để nói đứa con nào sẽ hiếu thảo với bạn hơn và giúp đỡ bạn khi bạn thực sự về già. Nhưng việc đối xử với con cái công bằng, không phiến diện là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn không muốn đề ra phải chịu sự đối xử lạnh nhạt hay quan tâm lấy lệ của một trong những đứa con của mình. Thứ hai, cha mẹ hành động tùy tiện, không làm gương. Tâm sự sau đây là nỗi đau của một người con khi có cha mẹ sống tồi tệ và không làm gương cho con cái. Tôi 24 tuổi, là con út trong một gia đình. Ba mẹ sinh được 5 người con. Ngay từ khi còn bé, nhà tôi nghèo nên hai bên nội ngoại khinh rẻ, không giúp đỡ gì. Mẹ buôn bán cũng đủ tiền cơm nước hàng ngày, còn tiền học được miễn 12 năm vì là hội nghèo. Ấy vậy mà ba chị em tôi không chùn bước,
hết đi bán hàng rong đến làm thêm để trang trải tiền học và quần áo. Hai anh thì một người được bà nội nuôi từ nhỏ đến 12 tuổi, còn anh nhỏ mẹ tôi nuôi. Giờ ai cũng được học hành tốt và có công việc ổn định. Hai chị em tôi đã có gia đình riêng. Điều làm tôi ám ảnh là tuổi thơ bất hạnh của mình. Ba tôi suốt ngày say xỉn cờ bạc, rượu chè, gái gú. Đi làm có tiền nhưng không đưa cho mẹ để lo tiền sinh hoạt. Có những lần mẹ đòi tiền ăn là cãi nhau rồi ba cầm chổi đánh mẹ. Mẹ nhu nhược nhưng ăn nói khó nghe. Từ nhỏ gia đình bà trọng nam khinh nữ nên cũng khổ nhiều. Điều tôi ghét mẹ nhất là bà cũng y như bà ngoại của tôi, trọng nam khinh nữ. Mọi thứ tốt đẹp bà đều dành cho các con trai mà không đếm xỉa gì đến chị em tôi, lại nói những câu khiến tôi tổn thương. Năm tôi học cấp 2, tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật nhưng không có một người thân nào bên cạnh. Lúc mổ xong, không có ai cả, ba thì say xỉn, mẹ cũng không đến. Lúc đó tôi oán hận lắm. Rồi những người xung quanh giúp đỡ gọi điện thoại về nhà, mẹ mới qua trông nom tôi một đêm. Sáng hôm sau, mẹ mang hết tiền sữa và trái cây mà họ hàng cho tôi về cho con trai ở nhà, không để lại cho tôi gì cả. Nói là sợ bị mất, nhưng sau đó cũng không đem qua cho tôi dùng. Năm học cấp 3, tôi nhịn tiền ăn sáng để lớp 12 đi luyện thi. Lúc đó hai chị em đã đi làm, nhưng cũng chưa dư giả gì nên không giúp đỡ được tôi. Ba không có trách nhiệm, còn mẹ thì chỉ thích lo cho con trai. Giờ ra trường rồi, nhưng ba vẫn không thay đổi. Đêm nào cũng đi đến khuya, còn mẹ vẫn không thay đổi, vẫn đối xử khắc nghiệt với tôi như vậy. Cho đến giờ, dù cố gắng như thế nào, tôi cũng không thể thực sự gần gũi với bố mẹ. Đi làm xa, lâu lâu tôi mới gọi điện về hỏi thăm. Trong những cuộc điện thoại ấy, tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài mấy câu hỏi thăm ngắn ngủi và cho có lệ. Chung quy lại, con người không ai là hoàn hảo. Chúng ta đều mang bên mình nhiều thiếu sót và đem chúng vào cuộc sống hàng ngày. Việc trở thành cha mẹ của một ai đó cũng vậy. Con cái có thể bỏ qua những hành động không đúng của cha mẹ, nhưng không thể luôn chịu đựng một người cha, người mẹ không biết mình sai ở đâu và không chịu sửa đổi. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Môi trường gia đình tốt, bầu không khí gia đình là nền tảng cho sự trưởng thành và phát triển lành mạnh của con. Ngược lại, nếu cha mẹ có một số tật xấu hoặc là bản thân không phải là người hiếu thảo, thì việc muốn con cái hiếu thảo với mình là điều phi thực tế. Đặc biệt, trong những gia đình có người cha vô hình, không tham gia vào quá trình nuôi dạy con cái và không để con cái cảm nhận được tình yêu thương của người cha. Đương nhiên, không thể có lòng hiếu thảo của con cái trong những năm tháng sau này. Dù hiếu thảo với cha mẹ là đạo đức truyền thống được cả xã hội ủng hộ, nhưng những cách làm, cách cư xử của một số bậc cha mẹ thực sự khó có thể khiến con cái hiếu kính với cha mẹ. Tuổi già cô đơn, bị con cái xa lánh là kết cục dễ hiểu. Thứ ba, cha mẹ quá khắc nghiệt và bạo lực. Vợ mất 3 năm nay, gần 90 tuổi, mắt mờ chân chậm. Ông Hải phải sống cô đơn thui thủi một mình. Mọi ăn uống sinh hoạt cá nhân, ông đều phải tự làm lấy. Thỉnh thoảng mới có cô con gái của người vợ sau đến thăm và giặt giũ quần áo cho ông. Có những hôm trời trở gió, ông vẫn phải sang nhà hàng xóm để xin chén cháo, miếng cơm cho đỡ đói, vì chẳng có sức tự nấu mà ăn. Nhiều người không hiểu, trách con cái ông thật là bất hiếu, nhưng họ không biết được rằng từ bé đến lớn, ông đã đối xử tệ bạc, đánh đập con cái như thế nào. Con gái lớn của ông tâm sự trong nước mắt khi nói về tình cảnh của cha mình. Tôi và các em vẫn có lo cho cha, thỉnh thoảng vẫn cho tiền cha, nhưng đúng là chúng tôi không thể trực tiếp chăm sóc
và không thể ở chung với ông được. Đã lâu lắm rồi, tôi không ở chung với cha nữa. Tính cách của ông cũng có nhiều điều trái ngược lắm. Từ trước đến giờ, ông giáo dục con cái chỉ bằng roi vọt, chứ chưa có tình cảm bao giờ. Ngày vợ còn sống, ông chỉ lao vào rượu chè cờ bạc, không chịu làm ăn. Mọi việc nhà cửa chăm lo con cái đều do vợ gánh vác. Chính cách cư xử tệ bạc của ông ấy đã khiến chúng in hằn trong ký ức của con cái, khiến họ không thể nào gần gũi ông khi về già, mà chỉ thỉnh thoảng qua lại vì trách nhiệm. Quý vị ạ, nếu cha mẹ luôn khắc nghiệt với con cái, liệu họ có thể mong con sẽ thương yêu, báo hiếu và gần gũi khi về già? Đây là kiểu cha mẹ khiến các con càng lớn càng tạo khoảng cách, chỉ muốn xa lánh. Nếu chúng chăm sóc phụng dưỡng thì cũng chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Thực tế, con cái bị cha mẹ làm tổn thương bằng bạo lực thì ngay cả trong khi trưởng thành, những tổn thương trong quá khứ vẫn không thể xóa nhòa. Đành rằng con cái không thể chọn cha mẹ, nhưng vì cha mẹ quá khắc nghiệt, gây ra những bạo lực về thể chất và tinh thần sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh và vô tình tạo ra khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Quý vị thân mến, triết lý đạo Phật thường nói về nghiệp nhân quả. Những gì chúng ta nhận lấy ngày hôm nay chính là những nhân chúng ta đã gieo trồng hôm qua. Cho nên đôi khi những bi kịch mà cha mẹ già phải gánh chịu ở tuổi xế chiều lại đến từ chính sai lầm trong cách sống, cách cư xử của họ đối với con cái trong quá khứ. Muốn có một tuổi già hạnh phúc, được con cái hiếu kính và trọng nghĩa, quý vị cần phải ghi nhớ ba điều sau đây. Thứ nhất, giáo dục con cái tốt. Người xưa đã dạy trăm điều chữ thiện, hiếu đứng đầu. Một người có nhân cách tốt sẽ không bao giờ bất kính với cha mẹ. Vì vậy, để con cái hiếu thảo và biết yêu thương cha mẹ, trước hết, con phải được yêu thương. Nghĩa là các con cần được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được chăm sóc, dạy dỗ chu đáo về phẩm chất đạo đức, dạy con sống là người tử tế, nhân ái, giàu lòng yêu thương, cũng là cách để gieo cho con lòng hiếu thảo với cha mẹ. Từ đó, khi trưởng thành, con sẽ luôn ý thức về trách nhiệm bổn phận, chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ, cũng như luôn coi trọng việc hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai, sống chuẩn mực và là tấm gương cho con cái. Các cụ xưa có câu, nhà dột từ nóc, ý muốn nói về những gia đình cha hoặc mẹ không làm tấm gương cho con cái, để rồi hỏng từ trên xuống dưới. Bởi con cái luôn có thói quen nhìn vào các hành vi của bố mẹ để học theo cách nói năng hoặc cư xử. Hay nói một cách khác, mọi hành vi lời nói của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày đều có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển nhân cách và lối sống của con cái. Cho nên, nếu muốn con cái trưởng thành, sống hiếu kính với mình, thì điều đầu tiên cha mẹ cần làm là sống chuẩn mực, có đạo đức và là tấm gương cho con cái. Thứ ba, có tiền phòng thân. Bất kể bạn làm gì, bạn có thể đạt được thành công nếu chuẩn bị trước cho tương lai của mình. Nếu không, bạn sẽ thất bại khi về già. Đừng bao giờ mang tư tưởng con cái sẽ báo hiếu và phụng dưỡng bạn. Trong những năm tháng tuổi trẻ, ngoài phần dành cho con, hãy chuẩn bị sẵn một phần cho mình khi về già. Nhiều bậc cha mẹ quá yêu chiều con, sẵn sàng bán hết hoặc sang tên nhà cửa đất đai cho con. Hậu quả thì sao? Nếu con cái hiếu thảo, cha mẹ ở cùng con, sống phụ thuộc vào con cũng muôn phần áy náy, cảm thấy tự ti trước vợ hoặc chồng của con vì không có gì trong tay. Còn nếu con cái không hiếu thảo, cha mẹ già sẽ phải chịu cảnh sống phụ thuộc, phải nhìn mặt con, thái độ của con mà sống, thậm chí còn bị con coi thường, đối xử tệ bạc. Quan niệm nuôi con để cậy nhờ lúc tuổi xế chiều đã quá lỗi thời rồi. Người già
dù ở độ tuổi 70-80 cũng không thể hoàn toàn trông chờ vào con cháu, vì con cái cũng có cuộc sống riêng, cũng phải chịu áp lực rất lớn về công việc và gia đình. Là cha là mẹ, làm sao chúng ta có thể tạo thêm gánh nặng cho con cái của mình? Vậy muốn sống hạnh phúc khi về già, không tự đẩy bản thân vào bi kịch, bị con cháu coi thường, bạn cần biết một điều là ngay từ khi còn trẻ, nên lập kế hoạch chăm sóc tuổi già thật tốt, đừng dồn hết mọi việc cho con cái. Có một chân lý rất thực tế, tiền bạc chính là sức mạnh của tuổi già, và dù con cái có tốt đến đâu, cũng không đáng tin bằng chính mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.